sir, và đó chính là con Jabon bà. Siêu cổ. Cũng hơi khó hiểu là tôi lên siêu cô là ra ra ba thôi chịu rồi chẳng rồi cho cầm luôn rồi nhẹ đi để mà siêu cô ba nữa thì bú này chắc chỉ cho được con này cầm thôi rồi ok nhá mình xem con tôi đã có gì nào ra mặt bà nhảy gì ấy ra mặt bà nhảy gì ấy bạn ăn rồi sir chỉ chết ra mặt bà ăn đi hai đây gì đây chả ra gì tám trăm phần trăm làm choáng là phải chán 8 giây wow lấy kiếm vào này này giờ vẽ hai con này là hai con siêu cô còn giữa con Ari ba rồi nhảy ơi hay nhỉ ok ok ô lại ra ban thế mày ui không có ra ban đâu đổ phiêu ra lấy bán tội vãi cả ra ban ra ban toàn ra mình à giờ gặp bài Rice giờ cái bài Sugar Tang này mà đã đánh được rồi thì không biết nữa xếp đi xếp bài đi tôi không xếp luôn ôi nhảy này nhảy giữa là ngon này đúng rồi. Ờ, cái đầu tụi nó bị lõm xuống ấy rồi luôn nghĩ giữ là xinh đẹp tuyệt vời luôn ôi siêu cô cầm gì đây siêu cô cầm X-Store này được chứ lấy X-Store luôn dù không biết là có xài không mà cứ lấy đi X-Store này bài mình không kết không ai kết được không kết được X-Store con gì đây luôn gì đây rồi ơi đây cho cầm này băng à cường hóa à nè đổi này đổi ra lo hên hên này không hên thì chịu nhá khai xe khai sáng chị ơi con Ari đơn một thế này vẽ nhá hai con này là hai con siêu cô này này chắc nhảy được ở giữa rồi đẹp nhảy nó vẫn ra được đằng sau mình phải nhỉ nhảy ơi thua à ha thua à tôi nên xếp bài lại à rồi đấy con này mạnh chỗ hai con là em siêu cô giờ nha vẽ này hai con siêu cô này giữa là con Ari này và lồn thế là ra sao nó nhiều giờ muốn ăn ổ và
Chị thua bằng bài thằng Sugar Thăng đúng không? Hey, hỏi sếp. Để đó. Chứ cái này có một khai sơ ba, mày ăn được tôi, mày là không, mày ăn. Nhảy được có giữa chỗ Samira đẹp. Nhảy vô Samira thật. Uầy, chả dính con này luôn. Wow. Vẽ này, hai con siêu cô ra này. Let's go. Siêu cô. Siêu cô. Chả ra luôn rồi. Chả thế nhờ. Món. Chả ra luôn. Hai con siêu cô mà con Ari là đẹp rồi. Ari nãy giờ Ari 1 này. Cái đấy nhờ. Ra cho mình ra rồi cái máy sao chép này. Cái Nico ấy. Là win à? Hề chán luôn. Chả ra luôn mà. Kinh luôn mà. Cái nhỏ. Siêu cổ. Chả siêu cổ luôn. Bạn biết gì không? Uầy. Nhìn mạnh mẽ vãi lồn. Ê, siêu cổ đâu rồi? Cho tôi siêu cổ đây. Give me siêu cô. Hoặc là thằng kia nó cướp mẹ siêu cô rồi. Chả thấy siêu cô nữa. Cay thế nhỉ. Ui siêu cô này. Gặp MCG mắc ninh này. Ok. Chuyện bài vào đây rồi. Nhảy vô con Rai thật đẹp rồi. Đã làm gì mấy. Ok. Nhảy tiếp không? Nhảy được tiếp luôn mà. Let's go. Ô, thằng này vui rồi. À, này thế. Ôi, Ari 2 à? Ngon. Cái gì đây? Mẹ là cái lồn gì vậy? Bây giờ nó sẽ nhắm con siêu cô mình đầu tiên này. Giờ mình xếp sơn né được con Kiana với lại con siêu cô rồi được. À, con Ray rồi được. Tôi cứ để đây đi, tầm giây cuối đổi qua. Đó, sao mà đổi được. Đấy, để vào đây nó xuống đây. Kiana xuống đây. Đẹp rồi. Nhảy. Ôi, ăn được không vậy? Phản được á. Ơi, đang con gì không biết luôn, chịu. À. Nè, ba con, hai con siêu cô. Ôi, chả ra. Này đồ con giao ăn như cái lồn như bạn. Cay quá không? Nhìn này, bây giờ nhìn qua này. À, ok, chả ra gì. Giờ nhá, tôi nghĩ là nên cho con siêu cô đứng bên đây này để mà nó đam được nhiều tí, hoặc là cho con gì đấy không biết nữa cho vào đây đứng ngoài góc ơi, đam nó sẽ cái sao nó biết nhở, nó biết mà đổ bài nhở. Ăn được win, ăn được win. Ồ. Nhảy. Nhảy thôi. Ăn được win. Tích mana chậm với hồn. Win chắc rồi. Nhảy. Bùm. Ôi cái gì đấy. Lại là con đàn sốc à. Cày thê à. Bây giờ cho tôi đánh, chắc lấy thêm cái găng ha. Giờ nhiều đồ càng tốt nè. Hehe, găng đây. Chạy chết nhở. Còn ăn sốc thế kìa. Đây, ba con siêu cô.
chả siêu cô luôn cái game loang này. Siêu cô xem nào, siêu cô mới quên đó, phải là siêu cô á. Này là đợt cuối rồi, chả là siêu cô là tôi thua luôn rồi gì nữa. Hả? Giờ rồi. Đổ kìa, Grave nó không đổ kìa. Ok, Grave không đổ kìa. Kỳ nà, có kia nà khỏe điên. Nữa hả? Thua đúng con cá chóc à, cay vậy. Ok, chi chi.